mà ông cá thả mau ra đây. Bộ biết ông nội mày tới cái mày không dám giác cái mặt ra hả? Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Sư phụ, còn không chịu ra tao đào mã ba đời cố mày ra. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Đại ca, cục đá này có chữ đó. Chữ của mẹ vậy à? Muốn kiếm người thì xin gõ cửa. Hả? Làm bộ lịch sự nữa hả? Đếm 3 tiếng mày phải giơ tay ra đầu hàng, nếu không ta sẽ xong vô. Phải. Coi bộ nó làm thiệt đó. Lần này mày nghĩ sao đi? Wow. Ê à, sư phụ à, tụi nó ngoài chơi lửa đó. Đâu có gì lạ, mình vừa mới chơi xong đó mà. 1. Tôi chết mẹ rồi. Hai rưỡi. Ba. Đừng ghé tao nha, tao giết chết cô Tình đó. Hồng đại ca, cứu em. Cứu con gái mẹ mày. Quê, đừng có cái gì vậy, mở cửa đi. Đừng có cái gì. Đừng có cái gì. Đừng có cái gì. Có mẹ, có mẹ. Căn nhà có mẹ, căn nhà có mẹ. Căn nhà có mẹ kìa, căn nhà có mẹ. Ây da, thiệt là tội nghiệp cho nó. Đúng là ếch ngồi đá giếng. À, sư phụ à, lần trước sư phụ đi Đức Quốc mua cái kiếm này để dùng gì hả? Chứ sao tụi bay bịt mũi hết vậy? Đại ca tụi bay thúi lắm hả? Ây da, thúi quá. Thúi quá. Thúi thiệt là thúi quá. Chịu không nào? Quá, quá, quá. Trời mơ đồ. Quá, mày không ngờ trời cũng giúp tao hả? Mày đúng là ăn mày. Không những là hữu dũng vô mù, nói hai ba câu đã lấy đồ chơi ra. Mày uống nước đá là nảy mặt của ngươi rồi. Cầm miệng quăng đá nó. Dám ném hả? Tôi đá ngay mặt đó. Đại ca, đại ca không xong đồ tôi bị ỉa chạy. Đặt cũng mắc ỉa thấy mẹ nè. Ê à, kiếm chỗ ỉa. À đừng có bỏ tôi, chờ tôi với. Cái đám tụi nó uống nước trộn thuốc sổ. Hey, lần này ỉa đã thiệt. Trời ơi khổ quá đi à, khổ quá. Đời tôi thiệt là khổ. À, đại ca có sợ bị tội không? Vậy mày cần giấy trừ đất hay lấy tài? Tụi bay có cảm thấy ở giữa lỗ đít của mình ngứa không chịu nổi, giống như bị kim đâm, bị mũi cắn như vậy không hả? Lại bị Trần Mộng Cách chơi rồi. Đừng có sợ. Úi trời. Đừng có sợ, không có dính cất, chỉ có chữ thôi. Hùng tập bác cái thằng khế đệ này. Lúc mày dùng giấy vàng mã để chùi đít thì ở trong giấy đó đã thoa một loại độc dược tên là vàng độc trùng cắn ngứa của tứ xuyên. Mỗi khi nổi ngứa lên không phải là gãi một hai cái đâu, mà gãi tới nỗi không ngừng đó. Gãi tới khi lỗ đít chảy thành máu, máu sẽ chảy thành sông. Mày đọc thơ kiểu vậy này, cái miệng không nhốt nhất mà có tiếng vậy, nhưng cái tiếng đó không phải là của mày. Bởi vì có Trần Mộng Cát này đọc thơ đó mà. Sao đây, thấy ngứa hả? Ây da, có mũi kìa. Ây da, ngứa quá đi. Không gãi sao được chứ. Ê, chuẩn bị 1, 2, 3. Hey, ngựa quá, ngựa quá, thì là ngựa quá, ngựa quá, là mau mau thuốc sữa mẹ, mau mau thuốc sữa mẹ, thuốc sữa mẹ tới nè. Cảm ơn. Không cần. Trần Mộng Cách, tụi ta chịu thua, cho tụi ta thuốc giải đi. Được, vì rút ngắn thời gian tôi phải mời Lý công tử tới để làm chứng. Kêu tôi là anh đùa trước đi. Nồi. Lý công tử bận rộn cũng tới giúp tay ha. Cảm ơn nhiều. Ai bữa anh con gái như vậy thì anh có lòng không đây? Ai mau đây.
tao thà chặt tay chứ không chịu mất mặt đâu. Ê, thì không ngờ đây là một vị anh hùng hảo hán, cốt cho tôi là nô tôi cũng không chịu đâu. Thằng Phan. Dạ. Vì muốn rút ngắn thời gian, chúng tôi đã chuẩn bị thuốc giải cho các vị dùng đây. Nè. Năng lượng. Cái này để cho anh nhét vô lỗ đít, chợt ngứa lại thì không cần phải giải nữa. Tốt, không cần suy nghĩ, đã nhét vô trống rồi. Thì không hổ danh là một đấng anh hùng can đảm, đáng kính mến. Thằng Phan, Phan à. Dạ. Sư phụ nói giỡn thôi, năng lượng này để mua 2 lượng chuyên bối, 3 lượng thuộc địa, 4 lượng hạ phu, 4 chén nước nấu lại còn 1 muỗng cà phê. Sau đó nhét vô trong lỗ đít, 7 ngày sau bảo đảm không còn ngứa nữa, làm cho lỗ đít được trơn tru dễ ỉa, ỉa thật là thoải mái, không sợ đau lỗ đít nữa. Phát năng lượng đi, xin mời đứng dậy. Trần Mộng Cách này kính trọng Hồng Quỳnh là một nhân tài hiếm có ở trên đời. Ân quán hòa giải thì tốt hơn. Bây giờ Hồng Kông, Cửu Long, ngoại ô đều bị tụi tay cai quản hết trơn. Đã nói là quốc gia có nạn, tôi và anh nên bỏ qua ân quán riêng tư để kết thành Kim Lan huynh đệ, đoàn kết lại để mà đối ngoại. Tôi bây giờ tự nhiên là khế đệ, uống trước một ly. Nè, mày muốn lắm, tao giận mày số đời, nhưng mà tao cũng phục mày khế đệ. Đây, đây, đây. Thằng Phan. Dạ, sư phụ. Tha được cho người ta thì tha đi, mày có học được chi vậy? Dạ biết, sư phụ. Ây da, thắng à, họ dễ dàng như vậy mà còn nói lời nhân từ nữa, tôi thiệt phục anh quá đi. Vậy thì mời tôi đi nhảy đó.